Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là cảm biến vân tay của điện thoại Oppo A91. Đó, nó làm rất là hay, âm dưới màn hình như này. Đó, đây cái cảm biến vân tay của máy. Khi điện thoại Oppo A91 không dùng được vân tay, sử dụng vân tay lúc được lúc không, chập chờn, cần một địa chỉ thay mới cảm biến vân tay cho điện thoại Oppo A91. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên điện thoại Oppo A91 nói chung và vân tay của điện thoại Oppo A91 nói riêng thì mới quý các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vân tay, cảm biến vân tay trên điện thoại Oppo A91 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới cảm biến vân tay trên điện thoại Oppo A91, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp link phụ kiện cho điện thoại Oppo A91 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn vị các bạn.